Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo giá heo hơi ngày 13 tháng 10 năm 2021 được phát trên kênh ZQVS. Dịch tả heo châu Phi đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi heo trong thời gian qua khi bệnh này không thể chữa và chưa có vaccine phòng ngừa. Do đó, việc có vaccine phòng tả heo châu Phi có ý nghĩa lớn trong việc kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm này. Đặc biệt, một số loại dịch bệnh nguy hiểm như dịch tả heo châu Phi, viêm da nổi cục trên đàn châu bò, lây lan nhanh, gây thiệt hại rất lớn đối với người chăn nuôi trên địa bàn, trong khi chính quyền một số địa phương và người chăn nuôi đang còn chủ quan, lơ là. Do vậy, công tác phòng dịch trên đàn gia súc cần được thực hiện quyết liệt hơn với những giải pháp mạnh hơn trong thời gian tới. Theo như khảo sát tại các hộ chăn nuôi cho biết, giá heo hơi nếu tiếp tục giảm như hiện nay, thì nguy cơ trên nhiều hộ sẽ bắt đầu treo máng và không dám tái đàn như trước nữa. Trong những ngày tới, trên tinh thần, để người chăn nuôi được yên lòng và sẽ tiếp tục tái đàn trên diện rộng như trước. Bên Bộ cũng đã đề nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ giảm thuế nhập khẩu một số nguyên liệu đầu vào, đồng thời tháo gỡ khó khăn về lưu thông để đảm bảo cung ứng sản phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước cũng như hướng tới xuất khẩu. Ông Tống Xuân Trinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho rằng đến thời điểm này chưa có hy vọng gì về việc giá thức ăn chăn nuôi sẽ giảm. Bởi lẽ hiện nay quá trình vận chuyển nguyên liệu thức ăn chăn nuôi về Việt Nam vẫn gặp trục trặc, chi phí vận chuyển các mặt hàng này tăng cao từ 200 đến 300% so với trước. Đại diện một số doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi phía Nam cho biết, dù đại dịch đã giảm nhiệt, một số tỉnh, thành đã nới giãn cách nhưng việc đi lại, lưu thông các mặt hàng nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi giữa các vùng gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, chi phí phát sinh, nhân viên lấy mẫu nguyên liệu phân tích, chi phí test, xét nghiệm PCR, chi phí hoạt động 3 tại chỗ ở doanh nghiệp tăng rất cao cũng ảnh hưởng nhiều đến giá bán sản phẩm đầu ra. Việt Nam nhập khẩu tới trên 90% nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nên khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp làm đứt gãy hàng loạt chuỗi cung ứng, giá thành vận chuyển tăng cao. Theo như thống kê và báo cáo của các tỉnh thành cho thấy, dự báo giá heo hơi trong những ngày tới rất có thể tăng mạnh trở lại trên cả. Về giá heo hơi tại miền Bắc ngày hôm nay, được thương lái thu mua trong khoảng từ 35.000 đồng 1 kg cho đến 42.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Bắc Giang giao dịch ở mức 35.000 đồng cho đến 37.000 đồng 1 kg. Yên Bái neo ở mức 35.000 đồng cho đến 37.000 đồng 1 kg. Lào Cai bán với giá 35.000 đồng cho đến 37.000 đồng 1 kg. Hưng Yên giữ mức giá 39.000 đồng cho đến 41.000 đồng 1 kg. Nam Định được ghi nhận từ 38.000 đồng cho đến 40.000 đồng 1 kg. Thái Nguyên giao dịch ở mức 39.000 đồng cho đến 41.000 đồng 1 kg. Phú Thọ neo ở mức 35.000 đồng cho đến 37.000 đồng 1 kg. Thái Bình bán với giá 38.000 đồng cho đến 40.000 đồng 1 kg. Hà Nam giữ mức giá 38.000 đồng cho đến 40.000 đồng 1 kg. Vĩnh Phúc được ghi nhận từ 39.000 đồng cho đến 41.000 đồng 1 kg. Hà Nội giao dịch ở mức 39.000 đồng cho đến 41.000 đồng 1 kg. Ninh Bình neo ở mức 40.000 đồng cho đến 42.000 đồng 1 kg. Tuyên Quang bán với giá 39.000 đồng cho đến 41.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Đối với giá heo hơi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên ngày hôm nay, được thương lái thu mua trong khoảng từ 38.000 đồng 1 kg cho đến 47.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Thanh Hóa giao dịch ở mức 38.000 đồng cho đến 40.000 đồng 1 kg. Nghệ An neo ở mức 38.000 đồng cho đến 40.000 đồng 1 kg. Hà Tĩnh bán với giá 40.000 đồng cho đến 42.000 đồng 1 kg. Quảng Bình giữ mức giá 45.000 đồng cho đến 47.000 đồng 1 kg. Quảng Trị được ghi nhận từ 44.000 đồng cho đến 46.000 đồng 1 kg. Thừa Thiên Huế giao dịch ở mức 45.000 đồng cho đến 47.000 đồng 1 kg. Quảng Nam neo ở mức 44.000 đồng cho đến 46.000 đồng 1 kg. Quảng Ngãi bán với giá 44.000 đồng cho đến 46.000 đồng 1 kg. Bình Định giữ mức giá 44.000 đồng cho đến 46.000 đồng 1 kg. Khánh Hòa được ghi nhận từ 44.000 đồng cho đến 46.000 đồng 1 kg. Lâm Đồng giao dịch ở mức 41.000 đồng cho đến 43.000 đồng 1 kg. Đắk Lắk neo ở mức 43.000 đồng cho đến 45.000 đồng 1 kg. Ninh Thuận bán với giá 43.000 đồng cho đến 45.000 đồng 1 kg. Bình Thuận
giữ mức giá 43.000 đồng cho đến 45.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Còn về giá heo hơi tại miền Nam ngày hôm nay, được thương lái giao dịch trong khoảng từ 41.000 đồng 1 kg cho đến 46.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Bình Phước giao dịch ở mức 41.000 đồng cho đến 43.000 đồng 1 kg. Đồng Nai neo ở mức 41.000 đồng cho đến 43.000 đồng 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh bán với giá 41.000 đồng cho đến 43.000 đồng 1 kg. Bình Dương giữ mức giá 41.000 đồng cho đến 43.000 đồng 1 kg. Tây Ninh được ghi nhận từ 41.000 đồng cho đến 43.000 đồng 1 kg. Vũng Tàu giao dịch ở mức 41.000 đồng cho đến 43.000 đồng 1 kg. Long An neo ở mức 43.000 đồng cho đến 45.000 đồng 1 kg. Đồng Tháp bán với giá 43.000 đồng cho đến 45.000 đồng 1 kg. An Giang giữ mức giá 44.000 đồng cho đến 46.000 đồng 1 kg. Vĩnh Long được ghi nhận từ 44.000 đồng cho đến 46.000 đồng 1 kg. Cần Thơ giao dịch ở mức 41.000 đồng cho đến 43.000 đồng 1 kg. Kiên Giang neo ở mức 43.000 đồng cho đến 45.000 đồng 1 kg. Hậu Giang bán với giá 43.000 đồng cho đến 45.000 đồng 1 kg. Cà Mau giữ mức giá 42.000 đồng cho đến 44.000 đồng 1 kg. Tiền Giang được ghi nhận từ 43.000 đồng cho đến 45.000 đồng 1 kg. Bạc Liêu giao dịch ở mức 42.000 đồng cho đến 44.000 đồng 1 kg. Trà Vinh neo ở mức 43.000 đồng cho đến 45.000 đồng 1 kg. Bến Tre bán với giá 44.000 đồng cho đến 46.000 đồng 1 kg. Sóc Trăng giữ mức giá 44.000 đồng cho đến 46.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Về giá thịt heo thành phẩm tại các sạp bán của các chợ lớn ngày hôm nay như sau. Thịt ba dọi bán với giá 130.000 đồng 1 kg. Sườn non heo giao dịch ở mức 170.000 đồng 1 kg. Sườn già heo 90.000 đồng 1 kg. Thịt nạc vai 130.000 đồng 1 kg. Đuôi heo 90.000 đồng 1 kg. Mỡ heo 45.000 đồng 1 kg. Nạc đùi heo giữ mức giá 110.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Mới đây, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, tổng đàn heo cả nước tháng 9 năm 2021 là khoảng 28 triệu con, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, với những tỉnh có đàn heo lớn như Đồng Nai, Hà Nội, Bình Phước, Bắc Giang và Thanh Hóa. Sản lượng thịt heo hơi của cả nước trong 9 tháng ước tính đạt khoảng 2,9 triệu tấn, 16 doanh nghiệp chăn nuôi lớn duy trì phát triển. Hiện nay, tổng đàn heo thịt trên 6 triệu con. Tuy nhiên, vừa qua do giãn cách xã hội và nhu cầu giảm nhiều, nên đàn heo quá lứa còn ứ đọng lại trong chuồng, chưa xuất bán khoảng 30%, tương đương khoảng hơn 8 triệu con. Việc tiêu thụ khó khăn đã khiến giá heo hơi giảm mạnh. Số liệu thống kê 9 tháng của năm 2021 vừa qua cho thấy, giá heo hơi xuất chuồng theo xu hướng giảm từ tháng 3 và tháng 4. Cụ thể, đến tháng 9 năm 2021, giá heo hơi đã giảm chỉ còn 40.000 đồng cho đến 49.000 đồng 1 kg tùy từng vùng. Đặc biệt, có một số địa phương giãn cách xã hội, giá xuống dưới 40.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, chi phí chăn nuôi của các hộ trang trại nhỏ lẻ khoảng 53.000 đồng 1 kg. Giá sản phẩm không đủ bù đắp chi phí sản xuất chăn nuôi. Lý giải về điều này, ông Nguyễn Văn Trọng cho rằng nguyên nhân là do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới và Việt Nam khiến đứt gãy hàng loạt các chuỗi sản xuất, cung ứng đối với ngành chăn nuôi. Ngoài ra, giá nguyên liệu vật tư đầu vào tăng cao, đặc biệt là thức ăn tăng 16% cho đến 36%. Lĩnh vực chăn nuôi những tháng cuối năm vẫn đối mặt với nhiều khó khăn ở khâu lưu thông, vận chuyển sản phẩm, vật tư phục vụ sản xuất chăn nuôi. Kênh Giá Heo Hơi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin dự báo giá heo hơi ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và ấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật giá heo hơi mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và bình an. Mến chào và hẹn gặp lại!